Thời xa xưa đó, khi Noe bước vào con tàu, thì nhân gian vẫn luôn vô tư lo kiếm sáng giàu, tìm mua châu báu vui thu bên nhau. Bỗng dưng sông động, mưa trời ập xuống cuốn hết trôi xa. Ngày quang lâm tới trong tương lai bất ngờ như vậy, làm trên nương rẫy hai nông phu đang gắng tay cày. Và đang khi ấy thôn nữ chung say, bỗng dưng giữa ngày một người được đón, người kia đứng mò. Hãy lo cây sương và luôn sẵn sàng, mau giòn đang chờ mong Chúa tới. Chúa tới bất ngờ, tựa như lưỡi trời bỗng dưng chụp xuống trần thế. Mong Chúa tới, chớ quên đến đời mà quên đến Chúa, sẽ bất ngờ tới ngày mình. Này anh em nhớ, khi đêm khuya đeo trụ đã ngờ, mà quân gian tới không ai cho khoan vánh chui vào. Người ta sẽ bao canh gác đêm thâu, thế nhân cứng đầu nghe lời truyền sấm vẫn sống vô ta. Ngày quang lâm tới trong tương lai bất ngờ ai lường, chủ ra đi vắng tin gia nhân yên chí lên trong khi ấy ai dám vui say, biết đâu cuối ngày vào giờ chiều xế chủ ra sẽ về. Hãy lo cây sương và luôn sẵn sàng, mau giòn đang chờ mong Chúa tới. Chúa tới bất ngờ, tựa như lưỡi trời bỗng dưng chụp chân thế. Hãy lòng kính thương và luôn khấn cầu, mau dồn lòng chờ mong Chúa tới. Chớ quên đến đời mà quên đến Chúa, sẽ bất ngờ tới ngày cây thay lá cho ta hay đất trời sáng mùa. Ngày quang lâm tới trong tương lai Thiên Chúa an bài. Điểm thiêng dâu bao trên cõi trăng sao, thế nhân hái hùng như trời rùng xuống chớp lóe mây buông. Phàm nhân sẽ thấy trong vinh quang Chúa đầy huy hoàng, kèn loa thiên sứ loan tin vang trên đám mây vàng. Và khi xem thấy ai nấy nghe đây, đứng lên ngước đầu lời cầu được thâu từ nay hết sầu. Hãy lo cây sương đang chờ mong Chúa tới. Chúa tới bất ngờ, tựa như lưỡi trời bỗng dưng chụp xuống trần thế. Hãy
mong Chúa tới chơi.